Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Mạc Hồng Quân xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay thành phố Hồ Chí Minh, vội di chuyển bằng ô tô về thẳng nhà Kỳ Hân. Hôn phu của Kỳ Hân đã kịp đáp chuyến bay sáng sớm từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và lập tức lên xe di chuyển về Vĩnh Châu, Sóc Trăng để kịp làm lễ ăn hỏi. Tối qua, ngày 14 tháng 6, Kỳ Hân đã có một buổi tiệc riêng với gia đình nhà gái, bạn bè và hàng xóm trước khi làm lễ ăn hỏi cùng Mạc Hồng Quân vào trưa nay ngày 15 tháng 6. Vì vướng lịch thi đấu từ trước nên suốt ngày hôm qua, vị hôn phu của Kỳ Hân vẫn chưa thể có mặt tại quê nhà của cô. Và rạng sáng sớm nay, ngày 15 tháng 6, Mạc Hồng Quân cũng đã kịp đáp chuyến bay từ Hà Nội vào đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi lấy hành lý trở ra, anh nhanh chóng lên xe đã chờ sẵn bên ngoài để di chuyển đoạn đường khá xa về Vĩnh Châu, Sóc Trăng cho kịp giờ làm lễ đám hỏi. Mời các bạn cùng xem những hình ảnh của Mạc Hồng Quân mà chúng tôi đã kịp ghi lại được tại sân bay Tân Sơn Nhất. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.